be Quang Hai. It's very special. It is very special indeed. Quang Hải thật là tuyệt vời, Quang Hải thật là phi thường. Cứ khi nào đội bóng cần bàn thắng nhất, khi mà người ta bắt đầu bảo rằng Quang Hải quá tải rồi, thì anh ta lại ghi bàn. Ghi những siêu phẩm thật là dễ dàng, lặp đi lặp lại kiểu như là chúng ta lục tìm một ứng dụng ghi bàn ở trên điện thoại di động của mình và ấn nút play vậy. Vâng, thưa quý vị, với hai siêu phẩm thì Quang Hải đã ngay lập tức làm cho giới truyền thông và người hâm mộ quên ngay nỗi thất vọng của U18 với một sự an ủi không thể tuyệt vời hơn. Nhưng xin thay mặt tập thể những người làm bóng đá trẻ phản đối Quang Hải. Anh mới có 22 tuổi mà bây giờ anh đã làm cho chúng tôi phải chịu sức ép, tạo ra ngay lập tức một phiên bản thứ hai rồi. Hãy nhìn vào Messi, hãy nhìn vào Ronaldo và hãy xem bình luận thể thao ngày hôm nay của chúng tôi.